Chào các bạn, hôm nay thì Yêu Công Nghệ giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó là một chiếc cờ, còn chúng ta còn gọi là cái cắt sáng hoặc là gọi là phản quang tùy chúng ta. Tuy nhiên thì cái cờ này thì nó sẽ có rất là nhiều cái chức năng, mình sẽ giới thiệu qua một chút. Với cái mặt bạc này thì các bạn có thể dùng để nó để hắt sáng, bạn sẽ hắt ánh sáng như một chiếc phản quang bình thường. Cái mặt còn lại, mình sẽ lật mặt này, mặt còn lại thì sẽ có màu đen. Mặt màu đen này thì để các bạn che sáng hoặc là cắt cái ánh sáng đi. Lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đó. Ngoài ra thì các bạn thấy là nó ở trong một cái khung inox. Chúng ta sẽ có các cái mặt khác nữa ở trong này, thì sẽ có mặt màu vàng và màu trắng. Để thay đổi chúng ta sẽ mở ra. Vậy là mình đã tháo được cái phần vỏ và cái phần khung ra. Bây giờ chúng ta sẽ lộn ngược lại. Các bạn thấy là chúng ta có thể lộn ngược lại. Đây là cái chiều lộn ngược của cái phần cờ này. Chúng ta sẽ có hai mặt. Một là mặt phản quang vàng. Mặt còn lại thì chúng ta có một cái phần hắt sáng. Tuy nhiên thì đây là hắt sáng màu trắng, nên là chúng ta sẽ có cho một cái ánh sáng nó êm và mềm hơn khi chúng ta đánh sáng. Bây giờ mình sẽ lại lồng nó lại. Vậy là chúng ta đã có cái phần phản quang bên này, thì là một lớp phản quang với phần vải mịn màu trắng. Còn bên này thì chúng ta đã có một cái setup khác với cái phản quang màu vàng. Và sau đây mình sẽ sử dụng một cái phần nữa, là các bạn thấy ở trên này chúng ta có một cái khung. Và khung này thì chúng ta sẽ có thể, chúng ta không cần cầm tay nữa, mà mình sẽ cho nó lên một cái tay am. Mình sẽ lấy cái phần tay am mà các bạn có thể sử dụng. Sau đây mình sẽ lắp cái phần cờ này lên một cái tay củ và một cái chân để giữ. Và chúng ta đã có thể cố định cái phần cờ chúng ta. Chúng ta có một cái mặt tản sáng và một mặt hát sáng. Các bạn không cần dùng tay nữa, mà các bạn có thể để lên chân với cái phần chân và cái tay am này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng để cắt sáng. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt sáng với chiếc cờ này. Ở phần đèn, nếu mà các bạn sử dụng các cái loại đèn thì các bạn có thể sử dụng mặt bạc này để chúng ta có thể sử dụng như là một cái hắt sáng chẳng hạn. Nếu mà chúng ta hắt sáng thì dùng đèn hắt. Ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn điều chỉnh thì các bạn có thể điều chỉnh trên phần tay. Sao hắt sáng cho hiệu quả nhất. Đây là về cái mặt hắt sáng. Còn nếu mà các bạn muốn cắt sáng là khi chúng ta có ánh sáng với chiếc đèn này ạ. Khi mà ta chiếu lên tường hoặc là chiếu lên nhân vật mà chúng ta muốn cắt cái ánh sáng đi, thì mình ở đây mình có một cái mặt, các bạn để ý là mình sẽ có một cái mặt đen đây. Mình gọi là mặt đen. Mình có thể dùng mặt đen này để cắt sáng hoặc dùng mặt đen này để che số bóng với các bạn mà chụp ảnh hay là quay sản phẩm, thì mặt đen hoặc mặt trắng thì rất là tốt khi mà che các cái đường. Thì mình có thể che. À, ví dụ mình cần cắt sáng, cắt một nửa ánh sáng chẳng hạn, thì mình có thể dùng cái này. Cắt theo cái hướng mình muốn. Mình cắt để như này thì mình sẽ cắt một nửa đèn dưới. Hoặc là nhiều bạn có thể cắt ánh sáng ở trên để ánh sáng đi theo cái hướng của mình. Mình chỉ muốn ánh sáng đi ở phần dưới và không ở trên, cắt cái sáng ở trên tường đi chẳng hạn. Đó, thì các bạn có thể sử dụng cái mặt đen cộng với tay, chân để có thể điều chỉnh được ánh sáng. Đây là công dụng của cái phần cái lá cờ này. Và để biết thêm thông tin về sản phẩm, đặt hàng sản phẩm, thì các bạn vui lòng truy cập trang web yêucongnghệ.vn hoặc gọi số hotline của tôi. Cảm ơn các bạn. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh Yêu Công Nghệ nhé các bạn.